Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ các ưu đặc điểm của cây sa cơ. Trước tiên là mình sẽ kiểm tra những hạt giống cây sa cơ này bằng cách là xẻ đôi hạt ra. Nếu mà bên trong hạt còn nguyên cái phôi màu trắng, có một ít dầu á, thì đó là hạt tốt. Còn nếu mà hạt không có phôi á thì đó là hạt lép ung không lên đâu các bạn. Hạt đang cầm trên tay mình là hạt tốt, nó còn nguyên phôi phôi hạt. Tỷ lệ nảy mầm sẽ cao hơn các bạn. Còn những hạt mà không có phôi màu trắng nữa thì hạt đó tỷ lệ nảy mầm sẽ không cao đâu. Bây giờ thì mình sẽ gói khăn hạt giống lại để chuẩn bị ngâm cái hạt giống này trong nước ẩm mốc các bạn ạ. Chuẩn bị nước ấm 50 độ, pha theo tỷ lệ 2 phần nước nóng cộng với 3 phần nước lã. Nếu có máy máy lọc nước chỉnh nhiệt độ thì các bạn điều chỉnh trực tiếp trên máy lọc nước luôn nhé. Còn nếu mà không có máy lọc nước thì các bạn pha theo tỷ lệ là 2 phần nước nóng cộng 3 phần nước lã. Mình pha nước ấm vào nửa nồi 5 lít là khoảng 2,5 lít nước ấm để ủ hạt. Vì mình không ươm đại trà, mình chỉ ươm một số lượng nhỏ hạt giống thôi. Khi có đủ lượng nước rồi thì mình sẽ cho khăn hạt vào thấu nước ấm để ngâm. Các bạn ngâm sao cho khăn ngập trong nước là được. Mình sẽ ngâm như vậy trong vòng 10 tiếng đồng hồ nha các bạn. Nếu mà ít nước quá thì tại ta lại cho thêm nước vào, ngâm sao cho ngập khăn hạt còn được. Mình dùng đồng hồ báo thức trên điện thoại để hẹn giờ nha. Sau khi ngâm hạt xong thì mình sẽ vớt khăn ra và vắt ráo. Mình sẽ vắt nhẹ cho bút nước ra. Mình làm vậy để tạo độ ẩm cho khăn hạt trong quá trình ủ như vậy.
sau đó mình sẽ cho hạt giống vào khăn ẩm và gói lại. Tiếp đó mình cho khăn ủ vào một cái hộp nhựa. Mình sẽ đặt cái hộp nhựa này ở một nơi ấm áp, có đậy nắp nha. Mình sẽ để như vậy cho tới ngày mai. Hàng ngày mình sẽ ngâm lại cái hạt giống sa cừ này trong nước ấm và vắt nhẹ nhẹ lại. Các bạn nhớ là vắt nhẹ nha để giữ cái hạt bên trong. Cái này gọi là rửa chua hạt giống đó các bạn. Mình sẽ tiếp tục ủ hạt giống. Khi kiểm tra hạt giống thì sau khoảng 4 ngày thì hạt sa cừ nhú mầm rồi, thì mình sẽ mang hạt cắm vào bầu ươm. Đây là hạt giống sa cừ có hạt đã nhú mầm rồi nha. Hạt sa cừ mà nhú mầm rồi là sẽ trông như gốc, trông như vậy nha các bạn. Nó sẽ xuất hiện một cái mầm màu trắng. Mà vừa nhú mầm thì mình sẽ cắm vào bầu ươm luôn, như vậy sẽ tránh được tình trạng lá mầm bị gãy nếu mà lá mầm quá dài. Hạt vừa nhú mầm các bạn cắm vào bầu ươm thì sẽ rất tốt. Mình dùng đũa rạch một lỗ và sẽ cắm phần mầm hạt hướng xuống đất này các bạn. Sau đó mình lắp nhẹ phần đất ở trên lại. Các bạn cứ thực hiện thao tác trên nhẹ nhàng khéo léo vào được.
mình rửa rành một lỗ, sau đó mình cắm phần mầm hạt xuống đất và lắp đất lại. Cứ như vậy mình cắm một hạt đã nảy mầm và một bầu ươm nhé. Mà túi bầu ươm nào ít đất quá thì mình cho thêm đất vào. Bạn cắm hạt vào như này và sau khi cắm xong thì tưới nước hàng ngày cho bầu ươm hạt vào. Nó là thao tác nhẹ nhàng khéo léo để giữ phần cối hạt bên trong. Ở đây thì mình hết bầu ươm rồi nên là mình ươm khoảng 8 bầu nha các bạn. Đây thì mình dùng túi bầu ươm 10 x 20, một cái túi bầu ươm như vậy là nó có ít hơn cái loại size 7 x 14 trở xuống. Mình còn sống mỗi đầu nên là mình ươm thử hàng ra cơ này xem sao. Những hạt chưa nảy mầm thì mình tiếp tục ủ ẩm nhé. Còn những hạt nảy mầm thì mình cắm vào bầu nữa. Những hạt này mình sẽ mang đi ủ trong tầng ẩm. Xin chào các bạn nhé, đây là cây sa cơ mà mình đã ươm được khoảng 20 ngày nữa. Đây là lá của cây sa cơ nhé. Còn đây là sa cừ mà nó ra mầm rồi nhưng mà mình không còn bầu ươm nữa. Nếu các bạn nào cũng muốn lấy cái sa cừ nữa nhưng là nó nảy mầm nhưng mà mình không còn bầu ươm như nó nữa. Còn đây là sa cừ mình ươm cách đây 20 ngày. Xin chào các bạn nha. Đây là những cây sa cơ mà mình đã ươm trồng được tầm 1 tháng rồi. Mình chỉ có tưới nước cho cây thôi là bây giờ cây lên được từng này. Mình còn phát hiện ra một điều là cái hạt nút nát này là mình chỉ cần rải trên mặt đất rồi tưới nước thôi là lên lên cây này các bạn thấy không?
bốn lắm không á, là cái hạt lúc nát á, nhà mình rải rải trên mặt đất á, xong rồi tưới nước là lên cây dễ lắm, dễ hơn là việc ngâm ủ nữa.